Bác sĩ nổi tiếng mắc 4 bệnh ung thư trong 15 năm, tiết lộ thứ nghiện ăn lúc nhỏ gây đại họa sau này. Xin chào quý vị khán giả. Câu chuyện về bác sĩ tim mạch Trần Vệ Hoa, Đoàn Trung Quốc là một hành trình đầy nghị lực khi phải đối mặt với không chỉ một mà là nhiều căn bệnh ung thư khác nhau. Lần đầu tiên, khi mới 32 tuổi, anh đã được chẩn đoán mắc ung thư xương, một bước ngoặt lớn trong cuộc đời. Tuy nhiên, đó chưa phải là tất cả. Sau đó, từ dấu hiệu đau thắt lưng, anh tiếp tục được phát hiện ung thư thận. Chưa dừng lại ở đó, một khối u cứng xuất hiện ở cổ đã dẫn đến chẩn đoán ung thư tuyến giáp. Khi anh tiếp tục trải qua các lần chụp cắt lớp, bác sĩ lại phát hiện anh mắc bệnh bạch cầu lympho mãn tính, một dạng bệnh ác tính ở máu và tủy xương. Những căn bệnh nghiêm trọng này lần lượt được phát hiện trong suốt 15 năm thử thách. Bác sĩ Trần Vệ Hoa cho rằng, nguyên nhân gây ra chuỗi bệnh ung thư này có thể bắt nguồn từ những thói quen sinh hoạt thiếu lành mạnh của anh ngay từ khi còn nhỏ. Anh chia sẻ rằng, thời trẻ anh thường uống nước ngọt thay vì nước lọc và thường xuyên tiêu thụ các loại thực phẩm chiên rán, đồ ăn vặt, nhiều dầu mỡ và muối. Những chế độ ăn uống thiếu khoa học này đã dần dần ảnh hưởng đến sức khỏe thể chất của anh, đặt nền móng cho những căn bệnh nghiêm trọng sau này. Không chỉ vậy, trong quá trình học tập và làm việc trong ngành y, lịch trình bận rộn và áp lực công việc cao đã khiến bác sĩ Trần Vệ Hoa thường xuyên phải thức trắng đêm, rơi vào tình trạng thiếu ngủ kéo dài. Sự căng thẳng kéo dài trong suốt những năm tháng làm việc không chỉ ảnh hưởng đến tâm lý mà còn tàn phá cơ thể anh. Mỗi khi căng thẳng, anh thường ăn nhiều đồ ngọt để giải tỏa và thậm chí đã từng hút 2 bao thuốc mỗi ngày. Những thói quen này không chỉ làm giảm khả năng miễn dịch mà còn góp phần làm suy yếu sức khỏe tổng thể, mở đường cho các căn bệnh ung thư. Dù hiện tại, bác sĩ Trần Vệ Hoa vẫn đang chung sống với những căn bệnh ung thư, nhưng theo chia sẻ từ bác sĩ Trần Hân My, tình trạng của anh đã cải thiện rất nhiều nhờ vào quá trình điều trị tích cực và sự thay đổi lớn trong lối sống. Bác sĩ Trần Vệ Hoa đã nỗ lực thay đổi thói quen sinh hoạt, từ bỏ thuốc lá, giảm tiêu thụ thực phẩm không lành mạnh, đến việc tập thể dục thường xuyên và điều chỉnh tâm trạng để tránh căng thẳng. Nhờ những thay đổi đó, tình trạng sức khỏe của anh đã được kiểm soát và cải thiện đáng kể, giúp anh có thêm niềm tin và sức mạnh để tiếp tục hành trình đối mặt với bệnh tật. Như câu chuyện về bác sĩ Trần Vệ Hoa đã cho thấy, những thói quen sinh hoạt không lành mạnh có thể âm thầm ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe của chúng ta, thậm chí là dẫn đến ung thư. Sau đây, chúng tôi sẽ cùng quý vị tìm hiểu về những thói quen ăn uống sai lầm có thể tạo điều kiện cho tế bào ung thư phát triển. 1. Ăn nhiều đồ nướng, chiên rán. Đồ nướng và chiên rán là những món ăn được nhiều người yêu thích nhờ hương vị thơm ngon, hấp dẫn. Tuy nhiên, thói quen tiêu thụ thường xuyên các loại thực phẩm nướng và chiên rán nhiều dầu mỡ tiềm ẩn rất nhiều nguy cơ đối với sức khỏe, đặc biệt là nguy cơ mắc ung thư. Một khảo sát đã chỉ ra rằng, những người thường xuyên ăn các món chiên rán có nguy cơ mắc ung thư dạ dày cao gấp 4,22 lần so với người bình thường. Nguyên nhân chính là do các loại thực phẩm khi được nướng hoặc chiên rán ở nhiệt độ cao có thể làm tổn thương niêm mạc dạ dày. Và khi niêm mạc này bị tổn thương lặp đi lặp lại, sẽ dễ dẫn đến ung thư. Khi thịt và các thực phẩm chứa protein được nấu ở nhiệt độ cao trong thời gian dài, đặc biệt với phương pháp nướng hoặc chiên rán, sẽ sinh ra các hợp chất amin dị vòng và hydrocarbon thơm đa vòng, những hợp chất có tính gây ung thư. Điển hình là benzopyrene, một trong những hợp chất gây ung thư mạnh mẽ, cùng với hơn 400 hợp chất gây hại khác. Các hợp chất này có thể gây oxy hóa lipid, protein và acid nucleic, làm tổn thương tế bào và gây ra sự đột biến trong các tế bào lành, tạo điều kiện cho tế bào ung thư phát triển. Không chỉ xâm nhập qua đường tiêu hóa, các chất gây ung thư còn có thể xâm nhập qua đường hô hấp khi chúng ta hít phải khói từ thịt nướng. Những chất này khi tích tụ trong cơ thể theo thời gian có thể gây ra đột biến tế bào, dẫn đến các loại ung thư nguy hiểm như ung thư dạ dày, ung thư đường ruột, ung thư vú và ung thư ruột kết. Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng benzopyrene, một hợp chất có trong khói nướng, có khả năng làm hỏng DNA, từ đó gây ra sự thay đổi trong cấu trúc tế bào, một trong những nguyên nhân chính dẫn đến hình thành khối u ác tính. Ngoài ra,
việc tiêu thụ thường xuyên thực phẩm chiên rán có nhiều dầu mỡ còn gây ra nhiều tác động tiêu cực đến sức khỏe tổng thể. Những món ăn này chứa nhiều chất béo bão hòa, gây ra tình trạng tăng mỡ máu, tăng cholesterol xấu và giảm cholesterol tốt, từ đó làm tăng nguy cơ mắc các bệnh tim mạch vành, béo phì và tiểu đường type 2. Đặc biệt, việc sử dụng dầu chiên đi chiên lại nhiều lần trong nấu nướng tạo ra axit béo chuyển hóa, một loại chất béo gây hại cực kỳ nguy hiểm. Axit béo chuyển hóa có khả năng gây viêm, tổn thương mô và góp phần làm tăng nguy cơ mắc ung thư, đặc biệt là ung thư ruột kết và ung thư vú. Không chỉ gây hại cho hệ tiêu hóa và đường hô hấp, các loại thực phẩm nướng và chiên rán còn khiến cơ thể phải đối mặt với hàng loạt bệnh lý nguy hiểm khác nếu tiêu thụ quá nhiều. Béo phì, tăng mỡ máu, rối loạn chuyển hóa và huyết áp cao đều là những nguy cơ mà chế độ ăn nhiều dầu mỡ và thực phẩm chế biến ở nhiệt độ cao mang lại. 2. Thường xuyên ăn thịt đỏ và những thực phẩm siêu chế biến. Nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng việc thường xuyên tiêu thụ thịt đỏ và thực phẩm siêu chế biến có liên quan mật thiết đến sự gia tăng nguy cơ ung thư dạ dày cũng như nhiều loại ung thư khác. Một phân tích tổng hợp từ các nhà khoa học đã chứng minh rằng mỗi khi tăng 100 gram thịt đỏ hàng ngày, nguy cơ mắc ung thư dạ dày tăng lên 26%. Đặc biệt, nếu tăng 50 gram hàng ngày, các loại thịt siêu chế biến, nguy cơ mắc ung thư dạ dày có thể tăng đến 72%. Đây là một con số đáng báo động, cho thấy sự nguy hại từ việc tiêu thụ quá nhiều những loại thực phẩm này. Nguyên nhân chính đến từ lượng sắt có trong thịt đỏ, đặc biệt là sắt heme, một loại sắt có trong protein động vật. Khi sắt heme phân hủy trong cơ thể, nó có khả năng tạo ra các hợp chất nguy hiểm, gây tổn thương tế bào và dẫn đến sự đột biến trong DNA, từ đó làm tăng nguy cơ ung thư. Các hợp chất phân hủy từ sắt heme có thể gây tổn hại trực tiếp đến niêm mạc dạ dày, gây ra những tổn thương mãn tính và khi tổn thương này không được chữa lành kịp thời, nó có thể dẫn đến sự phát triển của tế bào ung thư. Ngoài ra, thực phẩm siêu chế biến như xúc xích, thịt nguội, thịt sông khói và nhiều loại thịt đóng hộp khác chứa nhiều chất bảo quản nguy hiểm, trong đó điển hình là nitrite và nitrat. Các chất này được sử dụng để bảo quản thịt, giúp ngăn chặn sự phát triển của vi khuẩn và kéo dài thời hạn sử dụng. Tuy nhiên, khi nitrite và nitrat xâm nhập vào cơ thể, chúng có thể kết hợp với axit dạ dày và protein từ thực phẩm để tạo thành các hợp chất N-nitrosol, những chất có tính gây ung thư mạnh mẽ. Các hợp chất N-nitrosol không chỉ gây tổn thương niêm mạc dạ dày mà còn có khả năng tấn công DNA của tế bào, dẫn đến sự biến đổi gen và tăng nguy cơ ung thư. Các loại thực phẩm siêu chế biến cũng chứa một lượng lớn muối, chất béo bão hòa và phụ gia thực phẩm. Chúng không chỉ gây ra các vấn đề về tiêu hóa mà còn làm tăng nguy cơ béo phì, tăng mỡ máu và tăng huyết áp, những yếu tố có liên quan chặt chẽ đến nguy cơ mắc các bệnh ung thư. Một số nghiên cứu đã chỉ ra rằng muối có thể làm tăng khả năng hấp thụ các hợp chất gây ung thư, làm trầm trọng thêm các tổn thương niêm mạc dạ dày, từ đó tạo điều kiện cho tế bào ung thư phát triển. Bên cạnh đó, chế độ ăn nhiều thịt đỏ và thực phẩm siêu chế biến còn tạo áp lực lớn lên hệ tiêu hóa. Khi tiêu thụ quá nhiều protein động vật và các chất phụ gia, cơ thể phải hoạt động liên tục để phân giải. Điều này không chỉ làm tăng quá trình viêm trong cơ thể, mà còn tạo ra các hợp chất độc hại có khả năng gây ung thư. Thực phẩm siêu chế biến cũng thường thiếu chất xơ, một thành phần thiết yếu trong việc duy trì sức khỏe đường ruột. Việc thiếu chất xơ trong chế độ ăn uống có thể dẫn đến rối loạn tiêu hóa, táo bón và tạo điều kiện cho tế bào ung thư phát triển trong ruột. 3. Thích đồ ngọt và các thực phẩm nhiều đường khác. Đồ ngọt luôn được nhiều người ưa chuộng, không chỉ vì hương vị hấp dẫn, mà còn bởi chúng có khả năng kích thích vỏ não, tiết ra các chất tạo cảm giác thư giãn, giúp xua tan căng thẳng và mệt mỏi. Tuy nhiên, việc tiêu thụ quá nhiều đường lại tiềm ẩn nhiều nguy cơ đối với sức khỏe, đặc biệt là nguy cơ ung thư. Các nghiên cứu đã phát hiện ra rằng những người thường xuyên ăn thực phẩm nhiều đường có nguy cơ mắc ung thư cao gấp 4 đến 5 lần so với người bình thường. Lý do chính là việc chức năng miễn dịch bị suy giảm, khiến các khối u dễ dàng hình thành và phát triển. Đường không chỉ là một nguồn năng lượng cho cơ thể, mà nó còn đóng vai trò quan trọng trong quá trình phát triển của tế bào ung thư. Các nghiên cứu cho thấy tế bào ung thư và các khối u ác tính
phụ thuộc nhiều vào quá trình đường phân để lấy năng lượng sống. Quá trình này xảy ra mạnh mẽ hơn nhiều so với ở tế bào bình thường, giúp tế bào ung thư có thể phát triển nhanh chóng. Theo các chuyên gia, khả năng phân hủy đường của tế bào ung thư mạnh gấp khoảng 20 lần so với các tế bào bình thường. Khi máu lưu thông qua khối u, khoảng 57% lượng đường trong máu sẽ bị khối u tiêu thụ, từ đó thúc đẩy quá trình sinh sản và phân chia tế bào ung thư. Quá trình này đã được các nhà khoa học gọi là hiệu ứng Warburg, một hiện tượng mà tế bào ung thư sử dụng đường để duy trì sự sống và phát triển ngay cả trong môi trường ít oxy. Điều này có nghĩa là tế bào ung thư không chỉ dựa vào đường để tăng trưởng, mà còn sử dụng đường như một yếu tố thúc đẩy sự phân chia nhanh chóng của chúng. Khi một người tiêu thụ quá nhiều thực phẩm chứa đường, lượng đường dư thừa trong máu sẽ tạo điều kiện cho các khối u phát triển mạnh mẽ hơn, tăng khả năng hình thành các khối u mới và làm trầm trọng hơn tình trạng bệnh ung thư. Ngoài ra, việc tiêu thụ nhiều đường không chỉ làm tăng nguy cơ mắc ung thư, mà còn gây ra hàng loạt các vấn đề sức khỏe khác như béo phì, rối loạn chuyển hóa, tiểu đường type 2 và các bệnh tim mạch. Khi một người ăn nhiều đường, đặc biệt là đường tinh luyện trong các loại đồ ngọt, đồ uống có gas và thực phẩm chế biến, lượng đường trong máu sẽ tăng cao, gây áp lực lên tuyến tụy để sản xuất insulin. Insulin là hormone giúp hạ đường huyết, nhưng khi phải sản xuất liên tục và với lượng lớn, tuyến tụy có thể bị quá tải, dẫn đến kháng insulin, một trong những nguyên nhân chính của tiểu đường và tăng nguy cơ ung thư. Béo phì cũng là một trong những hậu quả phổ biến của việc tiêu thụ quá nhiều đường, và béo phì đã được chứng minh là yếu tố tăng nguy cơ mắc nhiều loại ung thư, bao gồm ung thư vú, ung thư đại tràng và ung thư nội mạc tử cung. Mỡ thừa trong cơ thể không chỉ là nguyên nhân gây ra viêm mãn tính, mà còn làm tăng mức estrogen và các hormone khác, từ đó tạo điều kiện cho tế bào ung thư phát triển. Các chuyên gia y tế luôn khuyến cáo rằng lượng đường tiêu thụ hàng ngày cần được kiểm soát chặt chẽ để tránh nguy cơ phát triển ung thư và các bệnh lý liên quan. Theo Tổ chức Y tế Thế giới WHO, lượng đường tiêu thụ hàng ngày nên được giới hạn ở mức 50 gram và tốt nhất là không nên vượt quá 25 gram mỗi ngày. Để đạt được mục tiêu này, mọi người nên hạn chế ăn đồ ngọt, đồ uống có gas, nước ép đóng chai và các loại thực phẩm chế biến sẵn chứa nhiều đường. Thay vào đó, hãy ưu tiên sử dụng đường tự nhiên từ trái cây tươi hoặc các loại thực phẩm giàu chất xơ để giữ cho lượng đường trong máu ổn định và duy trì sức khỏe tốt. Ngoài ra, việc tập thể dục thường xuyên và duy trì cân nặng hợp lý cũng là yếu tố quan trọng giúp giảm nguy cơ ung thư liên quan đến đường. Việc tập luyện không chỉ giúp đốt cháy calo mà còn giúp cơ thể sử dụng đường hiệu quả hơn, giảm nguy cơ dư thừa đường trong máu và tạo điều kiện cho các khối u phát triển. 4. Thích hút thuốc, uống rượu bia. Thói quen hút thuốc và uống rượu bia không chỉ ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe tổng thể, mà còn làm tăng nguy cơ ung thư một cách đáng kể. Các chuyên gia y tế đã nhiều lần cảnh báo rằng việc thường xuyên uống rượu bia có thể kích thích niêm mạc thực quản và đường tiêu hóa, gây ra tổn thương nghiêm trọng. Rượu có khả năng làm bào mòn lớp niêm mạc, khiến cho các tế bào bảo vệ bị phá hủy, từ đó tạo điều kiện cho các chất độc hại và hóa chất gây ung thư dễ dàng xâm nhập vào cơ thể. Gan là cơ quan chính chịu trách nhiệm chuyển hóa rượu, phải hoạt động quá mức để loại bỏ chất độc trong rượu. Khi tiêu thụ rượu bia thường xuyên, gan có thể bị tổn thương nghiêm trọng, dẫn đến gan nhiễm mỡ, xơ gan và trong nhiều trường hợp có thể phát triển thành ung thư gan. Rượu không chỉ tác động trực tiếp đến gan mà còn ảnh hưởng đến DNA của tế bào. Các tế bào bị tổn thương do rượu có thể làm thay đổi DNA, gây ra đột biến, làm tăng nguy cơ hình thành tế bào ung thư. Ngoài ra, việc uống rượu còn cản trở hệ miễn dịch trong cơ thể, mê khiến cơ thể mất khả năng kháng lại sự phát triển của các tế bào ung thư. Theo các bác sĩ, rượu được coi là một chất gây ung thư cao và khi tiêu thụ thường xuyên, nó có thể gây tổn thương trên diện rộng cho nhiều cơ quan trong cơ thể như thực quản, dạ dày, gan, miệng và họng. Rượu cũng làm tăng khả năng hấp thụ của các hóa chất độc hại vào cơ thể, làm suy yếu hệ miễn dịch, khiến cơ thể không còn khả năng chống lại các tế bào ung thư. Cùng với rượu bia, hút thuốc lá cũng là một thói quen cực kỳ có hại và là nguyên nhân hàng đầu gây ra nhiều loại ung thư.
Trong khói thuốc lá chứa hơn 7.000 hợp chất hóa học, trong đó có 69 chất đã được khoa học chứng minh là có khả năng gây ung thư. Các chất độc hại trong khói thuốc không chỉ ảnh hưởng đến phổi mà còn tác động tiêu cực lên toàn bộ hệ hô hấp và đường tiêu hóa. Hút thuốc lâu dài gây ra sự tích tụ các hóa chất độc hại trong cơ thể, dẫn đến việc tổn thương tế bào và làm suy yếu khả năng tự sửa chữa của DNA, từ đó thúc đẩy quá trình phát triển của tế bào ung thư. Những người nghiện thuốc lá nặng có nguy cơ mắc ung thư phổi cao gấp 5,7 lần so với những người không hút thuốc. Ung thư phổi là một trong những loại ung thư nguy hiểm nhất, với tỷ lệ tử vong cao do phát hiện muộn và khối u có thể di căn rất nhanh. Một trong những nguy cơ lớn nhất đối với sức khỏe là hút thuốc và uống rượu cùng lúc. Khi kết hợp hai thói quen này, tác hại của chúng tăng lên gấp bội. Các chất gây ung thư trong khói thuốc có thể hòa tan trong rượu, và rượu có khả năng làm gia tăng khả năng hấp thụ của các chất độc này vào cơ thể. Khi cả hai tác động lên niêm mạc đường tiêu hóa, chúng có thể gây tổn thương nghiêm trọng cho niêm mạc, dẫn đến sự hình thành các khối u ác tính. Niêm mạc thực quản, dạ dày và cả khoang miệng đều là những khu vực dễ bị tổn thương nhất, làm tăng nguy cơ ung thư thực quản, ung thư miệng và ung thư dạ dày. Hút thuốc lá và uống rượu không chỉ làm tăng nguy cơ mắc ung thư phổi, gan, thực quản, mà còn làm suy yếu hệ miễn dịch, khiến cơ thể dễ dàng bị tấn công bởi các loại bệnh lý khác. Sự kết hợp giữa rượu và thuốc lá làm cho cơ thể mất đi khả năng chống lại sự phát triển của ung thư, hay từ đó khiến các khối u dễ dàng xuất hiện và phát triển nhanh chóng. Những người hút thuốc và uống rượu thường xuyên sẽ đối mặt với nguy cơ đột biến DNA dẫn đến các bệnh lý nghiêm trọng như bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính, COPD, viêm phổi và nhiều vấn đề liên quan đến hô hấp và tim mạch. Để giảm thiểu nguy cơ ung thư, các chuyên gia khuyến cáo mọi người nên từ bỏ hút thuốc và hạn chế uống rượu bia. Việc từ bỏ thuốc lá sẽ giúp giảm đáng kể nguy cơ mắc ung thư phổi, trong khi việc hạn chế tiêu thụ rượu sẽ giúp bảo vệ gan và hệ tiêu hóa khỏi những tổn thương nghiêm trọng. Ngoài ra, việc tăng cường chế độ ăn uống lành mạnh, bổ sung các chất chống oxy hóa từ rau củ quả, cùng với việc tập luyện thể thao thường xuyên sẽ giúp cơ thể tăng cường hệ miễn dịch và ngăn ngừa nguy cơ mắc các bệnh ung thư. 5. Thích ăn đồ muối chua. Thói quen ăn đồ muối chua là một phần trong văn hóa ẩm thực của nhiều người Việt Nam. Tuy nhiên, ít ai biết rằng ăn mặn và tiêu thụ các loại thực phẩm muối chua lại là một trong những yếu tố nguy hại dẫn đến ung thư dạ dày. Các nghiên cứu y khoa đã chỉ ra rằng có mối tương quan chặt chẽ giữa lượng muối hấp thụ quá cao và sự xuất hiện của các tổn thương tiền ung thư trong dạ dày. Điều này đặc biệt đúng đối với những người thường xuyên ăn thực phẩm muối chua như dưa muối, kim chi, cà muối, những món ăn không thể thiếu trong bữa cơm hàng ngày của nhiều gia đình. Muối với hàm lượng cao sẽ kích thích niêm mạc dạ dày, làm tổn thương tế bào và khiến chúng bong chóc. Khi đó, hàng rào bảo vệ niêm mạc dạ dày bị phá vỡ, làm cho niêm mạc trở nên nhạy cảm hơn trước sự xâm nhập của các tác nhân gây bệnh, từ đó tăng sinh tế bào bất thường và dễ dàng gây ra tổn thương cho cơ thể. Muối không chỉ làm yếu niêm mạc mà còn tạo điều kiện cho các chất gây ung thư phát triển. Một trong những chất nguy hiểm nhất là nitrosoguanidine, thêm một hợp chất gây ung thư mạnh mẽ được hình thành khi muối kết hợp với các hợp chất nitrat có sẵn trong thực phẩm, đặc biệt là các loại thực phẩm muối chua. Các nghiên cứu đã chứng minh rằng hàm lượng nitrosoguanidine trong dạ dày sẽ tăng cao khi con người tiêu thụ quá nhiều muối và thực phẩm có chứa nitrat, làm tăng nguy cơ phát triển ung thư dạ dày. Thực tế, vi khuẩn Helicobacter pylori, một loại vi khuẩn có liên quan mật thiết đến ung thư dạ dày, cũng phát triển mạnh mẽ hơn trong môi trường có hàm lượng muối cao, làm cho niêm mạc dạ dày bị tổn thương nghiêm trọng hơn và dễ bị ung thư hóa. Đồ muối chua như dưa chua, cà muối hay kim chi không chỉ chứa hàm lượng muối cao mà trong quá trình lên men, chúng còn tạo ra các chất gây hại khác. Quá trình lên men thực phẩm có thể sản sinh ra các amin dị vòng và các hợp chất khác có khả năng gây đột biến tế bào, làm tăng khả năng hình thành khối u trong dạ dày và đường tiêu hóa. Đặc biệt, việc tiêu thụ thường xuyên các món ăn này có thể dẫn đến tích tụ muối và chất bảo quản, từ đó gây tổn thương tế bào dạ dày liên tục, tạo điều kiện cho các tế bào ung thư phát triển.
Ngoài ra, ăn mặn không chỉ gây nguy cơ ung thư dạ dày, mà còn làm gia tăng các bệnh lý khác như tăng huyết áp, bệnh thận và bệnh tim mạch. Muối là một trong những nguyên nhân chính dẫn đến tăng huyết áp. Bởi khi lượng muối trong máu tăng cao, thận phải làm việc nhiều hơn để lọc muối ra khỏi cơ thể, gây ra áp lực lớn cho thận và hệ thống mạch máu. Theo thời gian, việc này có thể gây ra tổn thương thận mãn tính, làm suy giảm chức năng thận và gia tăng nguy cơ bệnh tim mạch do huyết áp cao. Việc tiêu thụ muối quá mức còn ảnh hưởng đến cân bằng điện giải trong cơ thể, làm cơ thể bị giữ nước, gây phù nề và làm tăng áp lực lên tim. Điều này không chỉ làm tăng nguy cơ mắc bệnh tim mạch mà còn làm suy giảm chức năng thận, khiến cơ thể dễ mắc các bệnh lý về chuyển hóa như tiểu đường và rối loạn lipid máu. Để bảo vệ sức khỏe và giảm nguy cơ ung thư, các chuyên gia khuyến cáo mọi người nên thay đổi thói quen ăn uống bằng cách hạn chế tiêu thụ đồ muối chua và giảm lượng muối trong chế độ ăn hàng ngày. Theo Tổ chức Y tế Thế giới, lượng muối tiêu thụ hàng ngày nên được giới hạn ở mức 5 gram, tương đương với khoảng một muỗng cà phê muối. Điều này không chỉ giúp bảo vệ dạ dày, mà còn giảm nguy cơ tăng huyết áp, bệnh tim và bệnh thận. Ngoài ra, thay vì ăn đồ muối chua, bạn có thể thay thế bằng các loại thực phẩm tươi sống và lên men tự nhiên, nhưng với lượng muối thấp, hoặc sử dụng các loại gia vị thảo mộc để tăng hương vị mà không cần sử dụng quá nhiều muối. Bổ sung thêm rau củ quả tươi, thực phẩm giàu chất xơ cũng là cách giúp bảo vệ niêm mạc dạ dày, giảm nguy cơ tổn thương tế bào và ngăn ngừa các bệnh lý về đường tiêu hóa. Thưa quý vị, những thói quen tưởng chừng vô hại này không chỉ ảnh hưởng trực tiếp đến cơ thể, mà còn tạo môi trường thuận lợi cho tế bào ung thư phát triển. Việc nhận thức đúng về dinh dưỡng, chế độ ăn uống lành mạnh và lối sống tích cực không chỉ giúp giảm thiểu nguy cơ mắc ung thư, mà còn bảo vệ chúng ta khỏi nhiều bệnh lý nghiêm trọng khác như bệnh tim mạch, huyết áp cao, bệnh gan và tiểu đường. Hãy bắt đầu từ việc giảm tiêu thụ muối, đồ chiên rán, đường, thịt đỏ và đặc biệt là từ bỏ thuốc lá, rượu bia để bảo vệ bản thân và gia đình. Một lối sống khoa học và chủ động không chỉ giúp chúng ta sống lâu hơn mà còn nâng cao chất lượng cuộc sống, mang lại sức khỏe và hạnh phúc bền vững. Quý vị thân mến, quý vị vừa xem xong chương trình trên kênh Sức khỏe cổ xưa. Mời quý vị xem tiếp một nội dung khác ngay sau đây. Cà phê và sức khỏe tim mạch. Uống bao nhiêu là tốt? Bao nhiêu là gây hại? Quý vị thân mến, có bao giờ bạn tự hỏi uống bao nhiêu cà phê mỗi ngày là an toàn cho trái tim? Một nghiên cứu mới đây đã hé lộ rằng tiêu thụ khoảng 400mg caffeine mỗi ngày, tương đương với 590-700 mẹ cà phê, có thể làm tăng nguy cơ mắc bệnh tim mạch ở những người vốn dĩ khỏe mạnh. Nghiên cứu này được thực hiện bởi các chuyên gia từ Cao đẳng Y khoa và Bệnh viện Zidus ở Dahod, và họ đã chia sẻ kết quả tại một hội nghị uy tín ở Delhi vào ngày 18 tháng 8. Tiến sĩ Nancy Kagathara, người đứng đầu nghiên cứu, đã cảnh báo rằng việc tiêu thụ caffeine thường xuyên có thể làm rối loạn hệ phó giao cảm, từ đó dẫn đến huyết áp và nhịp tim tăng cao. Nhóm nghiên cứu đã tiến hành đo huyết áp và nhịp tim của 92 người khỏe mạnh trong độ tuổi từ 18 đến 45 khi bắt đầu thí nghiệm. Khoảng 20% số người tham gia tiêu thụ hơn 400mg caffeine mỗi ngày, tức là khoảng 4 tách cà phê hoặc 10 lon nước ngọt hay 2 lon nước tăng lực. Các chuyên gia đã phát hiện rằng nhóm này có nhịp tim và huyết áp tăng lên theo thời gian. Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ cho rằng uống 400mg caffeine mỗi ngày không gây ra nguy hiểm, nhưng họ cũng thừa nhận rằng có những người nhạy cảm với caffeine hơn người khác. Caffeine không chỉ là một chất kích thích, nó còn thúc đẩy sản xuất các hormone gây căng thẳng như noradrenaline và epinephrine, làm tăng nhịp tim, huyết áp và thu hẹp mạch máu. Tuy nhiên, cũng cần nhớ rằng cà phê không chỉ có mặt tiêu cực, nó còn giúp cải thiện tâm trạng và thậm chí có thể giảm nguy cơ mắc một số loại ung thư. Nhưng đặc biệt trong nghiên cứu này, tiến sĩ Kagathara nhấn mạnh rằng phụ nữ ở các thành phố lớn, làm công việc kinh doanh và quản lý, thường là những người tiêu thụ lượng caffeine nhiều nhất. Những ai uống hơn 600mg caffeine mỗi ngày đều thấy nhịp tim và huyết áp của họ tăng đáng kể, chỉ sau vài phút nghỉ ngơi. Vậy chúng ta cần làm gì? Tiến sĩ Kagathara cho rằng, việc hiểu rõ rủi ro mà caffeine mang lại cho sức khỏe tim mạch là rất quan trọng.
Nếu bạn là người uống cà phê thường xuyên, hãy chắc chắn rằng bạn cũng tập thể dục đều đặn và ăn uống lành mạnh để duy trì huyết áp ổn định. Tiến sĩ Benjamin Hirsch, giám đốc khoa tim mạch dự phòng tại Bệnh viện Đại học North Shore, cũng nhấn mạnh rằng nghiên cứu này là một lời nhắc nhở quý giá. Uống quá nhiều cà phê có thể tạo áp lực cho tim, dù rằng nó có thể giúp bạn làm việc hiệu quả hơn trong ngắn hạn, nhưng về lâu dài, sức khỏe vẫn phải là ưu tiên hàng đầu, ông nói. Vậy nên, hãy cân nhắc kỹ lưỡng về lượng cà phê mà bạn đang tiêu thụ mỗi ngày nhé. Các bạn thân mến, việc thưởng thức một tách cà phê buổi sáng đã trở thành thói quen của nhiều người. Tuy nhiên, không phải ai cũng biết rằng có một số thực phẩm mà chúng ta không nên kết hợp với cà phê. Những loại thực phẩm như trái cây, họ cam quýt, thịt đỏ hay sữa có thể làm giảm khả năng hấp thụ vitamin và khoáng chất của cơ thể. Vì vậy, để đảm bảo rằng bạn đang tận dụng tối đa lợi ích từ cà phê mà không vô tình làm mất đi giá trị dinh dưỡng từ các thực phẩm khác, hãy cùng tìm hiểu chi tiết về những món mà bạn nên tránh dùng chung với cà phê nhé. 1. Trái cây họ cam quýt. Khi nhắc đến việc thưởng thức cà phê, nhiều người có thể không để ý đến tác động của việc kết hợp cà phê với một số loại thực phẩm, đặc biệt là trái cây họ cam quýt. Đây là nhóm trái cây có tính axit cao như cam, chanh, quýt, bưởi. Những loại quả không chỉ có hương vị chua ngọt dễ chịu mà còn chứa nhiều vitamin C tốt cho sức khỏe. Tuy nhiên, nếu bạn thường xuyên kết hợp cà phê và trái cây, họ cam quýt trong cùng một bữa ăn hoặc ngay sau khi uống cà phê, bạn có thể đang tự tạo ra một cơn ác mộng cho hệ tiêu hóa của mình. Cà phê vốn đã có tính axit tự nhiên và khi kết hợp với trái cây họ cam quýt, mức độ axit trong dạ dày có thể tăng cao, dễ dàng dẫn đến tình trạng khó tiêu. Điều này không chỉ làm cho dạ dày của bạn phải làm việc vất vả hơn mà còn có thể gây ra chứng trào ngược dạ dày thực quản. Đây là một tình trạng mà axit dạ dày trào ngược lên thực quản gây ra các triệu chứng rất khó chịu như buồn nôn, đầy hơi, ợ nóng và cảm giác bỏng rát trong lồng ngực. Uống cà phê và ăn trái cây họ cam quýt cùng lúc có thể làm tổn thương niêm mạc dạ dày, lớp bảo vệ bên trong dạ dày, khiến bạn cảm thấy khó chịu và làm trầm trọng thêm các triệu chứng của GERD. Thậm chí, nếu bạn đã có tiền sử về các vấn đề dạ dày, việc kết hợp này có thể khiến tình trạng trở nên nghiêm trọng hơn. Vì vậy, nếu bạn là người yêu thích cả cà phê và trái cây họ cam quýt, tốt nhất là nên thưởng thức chúng vào những thời điểm khác nhau trong ngày. Hãy để dạ dày của bạn có đủ thời gian để xử lý từng loại thực phẩm riêng biệt, giúp bạn tận hưởng cả hai mà không phải lo lắng về những tác động không mong muốn đến sức khỏe tiêu hóa. 2. Ngũ cốc ăn sáng tăng cường. Ngũ cốc ăn sáng là một trong những lựa chọn phổ biến và tiện lợi để khởi đầu ngày mới, đặc biệt là những loại ngũ cốc được tăng cường vitamin và khoáng chất thiết yếu như kẽm. Kẽm là một khoáng chất quan trọng, đóng vai trò trong nhiều quá trình sinh học của cơ thể, từ hỗ trợ hệ miễn dịch đến thúc đẩy sự phát triển và sửa chữa tế bào. Tuy nhiên, nếu bạn có thói quen uống cà phê ngay sau khi ăn ngũ cốc tăng cường, bạn có thể vô tình làm giảm hiệu quả hấp thụ các dưỡng chất quan trọng này, đặc biệt là kẽm. Caffeine trong cà phê có khả năng làm giảm khả dụng sinh học của kẽm, nghĩa là cơ thể bạn sẽ hấp thụ ít kẽm hơn so với khi không uống cà phê. Điều này xảy ra do cà phê có thể tương tác với các khoáng chất trong thực phẩm, làm cho chúng khó được hấp thụ vào máu và sử dụng hiệu quả bởi cơ thể. Việc thiếu hụt kẽm có thể ảnh hưởng đến nhiều chức năng cơ thể, bao gồm khả năng chống lại bệnh tật, chữa lành vết thương và duy trì sức khỏe da và tóc. Vì vậy, để đảm bảo rằng bạn đang nhận được đầy đủ lợi ích từ bữa sáng ngũ cốc tăng cường, hãy cân nhắc tách thời gian giữa bữa ăn và việc thưởng thức tách cà phê yêu thích của bạn. Một cách hiệu quả là đợi khoảng 30 phút đến 1 giờ sau khi ăn sáng trước khi uống cà phê. Điều này sẽ giúp cơ thể hấp thụ tối đa các vitamin và khoáng chất từ ngũ cốc mà không bị ảnh hưởng bởi caffeine. Bằng cách điều chỉnh thói quen nhỏ này, bạn có thể bảo vệ sức khỏe dinh dưỡng và đảm bảo cơ thể nhận được đủ lượng kẽm cần thiết để hoạt động hiệu quả suốt cả ngày. 3. Thực phẩm có hàm lượng natri cao. Thực phẩm có hàm lượng natri cao luôn được cảnh báo là có thể gây hại cho sức khỏe, đặc biệt là đối với những người có vấn đề về huyết áp. Natri, khi tiêu thụ quá mức, có thể dẫn đến tình trạng giữ nước trong cơ thể, làm tăng khối lượng máu và áp lực lên thành mạch, từ đó gây ra
hoặc làm trầm trọng thêm tình trạng cao huyết áp. Cà phê, mặc dù mang lại nhiều lợi ích như tăng cường sự tỉnh táo và cải thiện tâm trạng, nhưng nó cũng chứa nhiều hợp chất hoạt tính sinh học, đặc biệt là caffeine, có thể ảnh hưởng trực tiếp đến huyết áp. Nghiên cứu cho thấy rằng, uống từ 1 đến 3 tách cà phê mỗi ngày thường không gây ra tác động tiêu cực rõ rệt đến huyết áp đối với hầu hết mọi người. Tuy nhiên, nếu tiêu thụ quá nhiều caffeine, chẳng hạn như uống nhiều hơn 3 tách cà phê mỗi ngày, có thể làm tăng nguy cơ tăng huyết áp, đặc biệt là ở những người đã có sẵn tình trạng huyết áp cao. Khi bạn kết hợp cà phê với các thực phẩm giàu natri, bạn có thể vô tình tạo ra một đôi bạn đồng hành không lành mạnh cho huyết áp của mình. Natri và caffeine cùng nhau có thể làm tăng áp lực lên hệ tim mạch, dẫn đến nguy cơ cao hơn về các biến chứng liên quan đến huyết áp, chẳng hạn như đột quỵ hoặc bệnh tim mạch. Vì vậy, nếu bạn thường xuyên uống cà phê, đặc biệt là nếu bạn thích uống nhiều hơn một tách mỗi ngày, hãy cẩn thận với lượng natri mà bạn tiêu thụ. Tốt nhất là nên giảm lượng thực phẩm có hàm lượng natri cao như đồ ăn nhanh, thức ăn đóng hộp hoặc thực phẩm chế biến sẵn trong chế độ ăn hàng ngày của bạn. Thay vào đó, hãy lựa chọn những thực phẩm tươi ngon, giàu chất xơ và ít natri để duy trì huyết áp ổn định và bảo vệ sức khỏe tim mạch. Bằng cách điều chỉnh lượng natri và caffeine nạp vào cơ thể, bạn không chỉ tận hưởng được những lợi ích của cà phê mà còn duy trì được sức khỏe tim mạch ở trạng thái tốt nhất. Hãy nhớ rằng, việc cân bằng trong ăn uống và tiêu thụ đồ uống là chìa khóa để có một cơ thể khỏe mạnh và năng động. 4. Thịt đỏ. Thịt đỏ là một nguồn thực phẩm giàu dinh dưỡng, đặc biệt nổi tiếng với hàm lượng sắt hem, loại sắt mà cơ thể con người dễ dàng hấp thụ nhất. Sắt hem có vai trò quan trọng trong việc hình thành hemoglobin, một protein trong hồng cầu giúp vận chuyển oxy khắp cơ thể. Vì thế, việc bổ sung thịt đỏ vào chế độ ăn là cần thiết để duy trì sức khỏe và ngăn ngừa thiếu máu. Tuy nhiên, một điều mà không phải ai cũng biết là việc uống cà phê trong hoặc ngay sau khi ăn thịt đỏ có thể làm giảm khả năng hấp thụ sắt của cơ thể một cách đáng kể. Nghiên cứu đã chỉ ra rằng caffeine trong cà phê có thể ảnh hưởng tiêu cực đến quá trình hấp thụ sắt tại ruột. Khi bạn kết hợp cà phê với các món ăn giàu sắt như bít tết, caffeine có thể ức chế sự hấp thụ sắt hem, làm giảm lợi ích dinh dưỡng của thực phẩm này. Cụ thể, một nghiên cứu đã kiểm tra tác động của cà phê lên nồng độ ferritin trong huyết thanh, một chỉ số cho thấy lượng sắt dự trữ trong cơ thể, và phát hiện ra rằng uống 3 tách cà phê trở lên mỗi ngày có thể làm giảm đáng kể nồng độ sắt. Thực tế, nghiên cứu cho thấy khả năng hấp thụ sắt sau bữa ăn giảm khoảng 39% nếu bạn uống cà phê ngay sau khi ăn. Điều này có nghĩa là dù bạn có tiêu thụ một lượng lớn thịt đỏ, cơ thể cũng không thể tận dụng tối đa lượng sắt mà nó cung cấp nếu bạn uống cà phê cùng lúc. Để tối ưu hóa sự hấp thụ sắt từ thịt đỏ, hãy cố gắng tránh uống cà phê trong vòng 1 giờ trước và sau bữa ăn. Thay vào đó, hãy để dạ dày của bạn có thời gian hấp thụ chất dinh dưỡng trước khi thưởng thức một tách cà phê thơm ngon. Bằng cách này, bạn có thể đảm bảo rằng cơ thể nhận được đầy đủ sắt từ thực phẩm và duy trì sức khỏe một cách tốt nhất. 5. Sữa. Sữa từ lâu đã được biết đến như một nguồn cung cấp canxi tuyệt vời, đóng vai trò quan trọng trong việc xây dựng và duy trì hệ xương chắc khỏe. Canxi không chỉ giúp xương và răng khỏe mạnh, mà còn hỗ trợ các chức năng quan trọng khác của cơ thể như co cơ, truyền tín hiệu thần kinh và điều hòa nhịp tim. Tuy nhiên, nếu bạn có thói quen thêm sữa vào cà phê mỗi sáng, có thể bạn đang vô tình làm giảm khả năng hấp thụ canxi từ sữa. Nghiên cứu đã cho thấy rằng, caffeine trong cà phê có thể cản trở quá trình hấp thụ canxi tại ruột, dẫn đến việc cơ thể không nhận được đầy đủ lượng canxi cần thiết. Khi bạn kết hợp sữa với cà phê, sự tương tác giữa caffeine và canxi có thể làm giảm hiệu quả của canxi, gây ra tình trạng hấp thụ không đủ. Điều này đặc biệt đáng lo ngại vì thiếu canxi có thể dẫn đến nhiều vấn đề về sức khỏe xương, như loãng xương và tăng nguy cơ gãy xương khi lớn tuổi. Vậy, làm thế nào để bạn vẫn có thể thưởng thức tách cà phê yêu thích mà không làm giảm lượng canxi hấp thụ? Một cách đơn giản là hãy tách thời gian uống cà phê và tiêu thụ các sản phẩm từ sữa. Nếu bạn vẫn muốn thêm sữa vào cà phê, hãy cân nhắc việc sử dụng các loại sữa thay thế có hàm lượng canxi cao và ít bị ảnh hưởng bởi caffeine như sữa hạnh nhân hoặc sữa đậu nành tăng cường canxi. Bằng cách điều chỉnh thói quen uống cà phê
bạn không chỉ đảm bảo cơ thể hấp thụ đủ lượng canxi cần thiết, mà còn duy trì sức khỏe xương khớp một cách tốt nhất. Vì vậy, hãy suy nghĩ kỹ trước khi pha một ly cà phê sữa để có thể tận hưởng cả hương vị lẫn lợi ích dinh dưỡng từ thức uống này. 6. Đồ chiên. Đồ chiên là món ăn hấp dẫn không thể chối từ với vị giòn tan và hương đậm đà, nhưng tiếc thay, nó lại là kẻ thù của sức khỏe tim mạch. Các món chiên rán thường chứa nhiều chất béo bão hòa và trans fat, hai loại chất béo có thể làm tăng mức cholesterol xấu LDL trong máu, đồng thời giảm mức cholesterol tốt HDL, dẫn đến nguy cơ cao mắc các bệnh tim mạch. Thêm vào đó, việc tiêu thụ nhiều cà phê mỗi ngày cũng có thể làm gia tăng nguy cơ rối loạn lipid máu. Nghiên cứu đã chỉ ra rằng, uống từ 3 tách cà phê trở lên mỗi ngày có thể góp phần làm tăng mức cholesterol LDL, loại cholesterol xấu mà bạn không mong muốn vì nó có thể bám vào thành động mạch và gây ra các vấn đề nghiêm trọng như xơ vữa động mạch và bệnh tim. Đồng thời, caffeine cũng có thể làm giảm mức cholesterol HDL, loại cholesterol tốt, giúp bảo vệ tim mạch. Khi kết hợp đồ chiên với việc uống nhiều cà phê, bạn đang tạo ra một công thức tiềm ẩn nguy cơ cao cho sức khỏe tim mạch. Việc tiêu thụ cả hai cùng lúc không chỉ làm tăng lượng cholesterol xấu, mà còn tạo điều kiện thuận lợi cho các vấn đề về mỡ máu, từ đó làm gia tăng nguy cơ mắc các bệnh về tim mạch. Vì vậy, nếu bạn là người thường xuyên uống cà phê, đặc biệt là những người uống trên 3 tách mỗi ngày, hãy cân nhắc hạn chế các món chiên rán trong chế độ ăn uống hàng ngày. Thay vào đó, hãy lựa chọn những món ăn lành mạnh hơn, giàu chất xơ và ít chất béo bão hòa để bảo vệ sức khỏe tim mạch của mình. Việc duy trì một chế độ ăn uống cân đối và điều chỉnh thói quen tiêu thụ cà phê không chỉ giúp bạn tận hưởng hương vị của tách cà phê mà còn góp phần bảo vệ trái tim, giữ cho cơ thể luôn khỏe mạnh và năng động. Hãy lựa chọn thông minh để giữ gìn sức khỏe tim mạch trong mỗi bữa ăn nhé. Quý vị thân mến, các bạn có biết rằng tách cà phê buổi sáng không chỉ đơn thuần là một thức uống giúp tỉnh táo, mà còn có thể trở thành một liều thuốc bổ cho sức khỏe nếu bạn biết cách kết hợp với các gia vị đặc biệt. Những gia vị tưởng chừng như quen thuộc trong gian bếp của bạn, như quế, gừng hay bột cacao, lại có khả năng tăng cường sức khỏe và mang lại những lợi ích bất ngờ khi được thêm vào cà phê. Hãy cùng khám phá những điều thú vị và lợi ích tuyệt vời mà việc thêm gia vị vào tách cà phê buổi sáng có thể mang lại cho bạn nhé. Việc kết hợp cà phê với một số gia vị, collagen và các chất thay thế đường có thể giúp tăng cường sức khỏe và mang lại nhiều lợi ích khác. Nếu bạn muốn tăng lượng protein, hãy cân nhắc thêm collagen peptide vào cà phê của bạn. Collagen peptide là chuỗi axit amin có khả năng hấp thụ cao, được chiết xuất từ các nguồn động vật như thịt bò, thịt gia cầm và hải sản. Bạn có thể thêm collagen vào đồ uống nóng hoặc lạnh, như cà phê nóng hoặc đá. Nghiên cứu cho thấy việc tiêu thụ collagen peptide thường xuyên có thể cải thiện mật độ xương, sức khỏe khớp, tăng khối lượng cơ bắp cũng như cải thiện sức khỏe và vẻ ngoài của làn da. 1. Bột cacao. Bột cacao không chỉ là một nguyên liệu tạo nên hương vị đậm đà và thơm ngon cho tách cà phê của bạn, mà còn là một kho báu dinh dưỡng với vô số lợi ích cho sức khỏe. Được biết đến với hàm lượng phong phú các hợp chất bảo vệ thực vật, bột cacao đặc biệt chứa nhiều flavonoid, những chất chống oxy hóa mạnh mẽ như catechin, anthocyanin và proanthocyanidin. Những flavonoid này có khả năng giảm viêm, bảo vệ tế bào khỏi tổn thương do các gốc tự do gây ra và hỗ trợ chức năng tim mạch, giúp duy trì một trái tim khỏe mạnh. Ngoài ra, bột cacao còn chứa nhiều chất dinh dưỡng thiết yếu khác như magie và kali, hai khoáng chất quan trọng trong việc điều chỉnh huyết áp. Magie giúp thư giãn các mạch máu, trong khi kali đóng vai trò quan trọng trong việc cân bằng lượng natri trong cơ thể, từ đó hỗ trợ huyết áp ổn định. Với những lợi ích này, việc thêm một chút bột cacao vào cà phê không chỉ mang lại hương vị thơm ngon, mà còn là một cách thông minh để bảo vệ sức khỏe tim mạch của bạn mỗi ngày. 2. Củ gừng. Củ gừng, một loại gia vị quen thuộc trong nhiều nền ẩm thực, không chỉ làm tăng hương vị cho món ăn, mà còn sở hữu nhiều công dụng chữa bệnh tuyệt vời. Gừng chứa hơn 100 hợp chất hoạt động, trong đó nổi bật nhất là sorghaols, gingerols và paradols, những thành phần có đặc tính tăng cường sức khỏe vô cùng mạnh mẽ. Nghiên cứu đã chỉ ra rằng việc tiêu thụ gừng đều đặn có thể mang lại nhiều lợi ích sức khỏe đáng kể. Gừng có khả năng điều chỉnh lượng đường trong máu, cải thiện lipid máu và kiểm soát huyết áp,
giúp giữ cho cơ thể luôn trong trạng thái cân bằng. Hơn nữa, gừng nổi bật với tác dụng chống viêm mạnh mẽ, giúp giảm thiểu viêm nhiễm trong cơ thể, một yếu tố nguy cơ chính dẫn đến nhiều bệnh mãn tính. Nhờ những đặc tính này, việc thường xuyên thêm gừng vào chế độ ăn uống có thể giúp giảm nguy cơ mắc các bệnh liên quan đến viêm nhiễm, chẳng hạn như tiểu đường loại 2, bệnh tim và thậm chí là một số loại ung thư. Thưởng thức gừng không chỉ giúp tăng cường sức khỏe mà còn là một cách hiệu quả để bảo vệ cơ thể khỏi những căn bệnh nguy hiểm. 3. Quế. Quế với hương thơm ấm áp và vị cay nồng là một sự bổ sung tuyệt vời cho tách cà phê của bạn, tạo nên sự hòa quyện hoàn hảo với vị đậm đà, hơi đắng của cà phê. Chỉ cần thêm một chút quế, bạn không chỉ làm tăng hương vị mà còn có thể giảm lượng đường sử dụng nhờ khả năng tự nhiên của quế trong việc làm ngọt nhẹ nhàng. Điều này đặc biệt hữu ích cho những ai đang muốn cắt giảm lượng đường mà vẫn thưởng thức được tách cà phê thơm ngon. Hơn nữa, quế không chỉ giúp tăng hương vị mà còn mang lại nhiều lợi ích sức khỏe. Nghiên cứu đã chứng minh rằng quế có khả năng thúc đẩy lượng đường trong máu ở mức ổn định, đặc biệt có lợi cho những người mắc bệnh tiểu đường hoặc tiền tiểu đường. Ngoài ra, quế còn chứa nhiều hợp chất chống oxy hóa và chống viêm mạnh mẽ như cumarin, acid cinnamic, eugenol và cinnamaldehyde. Những hợp chất này không chỉ giúp giảm viêm mà còn tăng cường khả năng chống oxy hóa tự nhiên của cơ thể, hỗ trợ sức khỏe tổng thể một cách hiệu quả. Thêm quế vào cà phê không chỉ là một cách để làm mới hương vị mà còn là một lựa chọn thông minh cho sức khỏe của bạn. 4. Chất làm ngọt trái cây. Măng măng, hay còn được biết đến với tên gọi luhango, là một chất làm ngọt tự nhiên có nguồn gốc từ quả của cây Cyrtaea grosvenori. Điều đặc biệt về măng là nó có độ ngọt gấp 300 lần so với đường sucrose thông thường, nhưng lại không chứa calo, khiến nó trở thành một lựa chọn lý tưởng cho những ai muốn giảm lượng calo và đường trong chế độ ăn uống mà không làm mất đi hương vị ngọt ngào. Măng không chỉ có vị ngọt vượt trội mà còn an toàn cho sức khỏe, đặc biệt là đối với những người cần kiểm soát lượng đường trong máu. Vì không làm tăng lượng đường trong máu, măng là một sự lựa chọn hoàn hảo cho người mắc bệnh tiểu đường hoặc những ai đang theo đuổi một lối sống lành mạnh. Cơ quan quản lý thực phẩm và dược phẩm Hoa Kỳ đã công nhận măng là an toàn để sử dụng trong thực phẩm, nghĩa là bạn hoàn toàn có thể yên tâm khi sử dụng chất làm ngọt này trong cà phê và các món ăn khác. Thay vì sử dụng đường thông thường, bạn có thể thêm măng vào tách cà phê buổi sáng để vừa giữ được vị ngọt tự nhiên, vừa không lo lắng về lượng calo và tác động tiêu cực đến sức khỏe. Quý vị thân mến, để tận dụng tối đa những lợi ích mà cà phê mang lại, việc uống cà phê đúng thời điểm với liều lượng hợp lý và kết hợp cùng những nguyên liệu lành mạnh là điều vô cùng quan trọng. Cà phê không chỉ là một nguồn cung cấp chất chống oxy hóa dồi dào, giúp bảo vệ cơ thể khỏi stress, oxy hóa và viêm nhiễm, mà còn chứa caffeine, một chất kích thích tự nhiên có thể cải thiện sự tỉnh táo, khả năng tập trung và chức năng nhận thức. Hơn nữa, caffeine còn thúc đẩy quá trình trao đổi chất, giúp đốt cháy chất béo hiệu quả hơn và hỗ trợ kiểm soát cân nặng. Tuy nhiên, để thực sự hưởng lợi từ những đặc tính tuyệt vời này của cà phê, việc uống đúng cách là điều cần được chú trọng. Không chỉ cần lưu ý về thời gian và liều lượng, mà việc chọn lựa các nguyên liệu đi kèm như quế, gừng, bột cacao hay chất làm ngọt trái cây măng cũng đóng vai trò quan trọng trong việc tối ưu hóa lợi ích sức khỏe từ tách cà phê hàng ngày. Hãy cùng khám phá cách uống cà phê một cách khoa học và thông minh để không chỉ thưởng thức mà còn nâng cao sức khỏe của bạn mỗi ngày. 1. Thời điểm uống cà phê phù hợp. Uống cà phê đúng thời điểm giúp tối ưu hóa lợi ích và tránh tác dụng phụ như mất ngủ. Khoảng 9:30 đến 11:30 sáng là thời gian lý tưởng, khi mức cortisol tự nhiên, hormone giúp tỉnh táo, đang giảm. Uống cà phê lúc này giúp tăng cường năng lượng và tập trung tốt hơn. Caffeine cũng nâng cao hiệu suất tập luyện, vì vậy hãy uống cà phê khoảng 30 phút trước khi tập. Để không ảnh hưởng đến giấc ngủ, hãy uống cà phê ít nhất 8 đến 9 giờ trước khi đi ngủ, với liều lượng hợp lý để duy trì tỉnh táo mà không gây rối loạn giấc ngủ. 2. Ưu tiên cà phê đen. Cà phê đen là lựa chọn tuyệt vời cho sức khỏe nhờ hàm lượng calo thấp và không chứa đường hay chất béo. Loại cà phê này giúp bạn tận dụng tối đa các chất chống oxy hóa mà không cần lo lắng về lượng calo dư thừa.
Nếu bạn thường uống cà phê với sữa, hãy chọn các loại sữa ít béo hoặc sữa thực vật ít đường như sữa hạnh nhân hay sữa óc chó để giữ cho tách cà phê của bạn vừa thơm ngon vừa tốt cho sức khỏe. 3. Chọn cà phê nóng thay vì cà phê lạnh. Mặc dù cà phê lạnh mang lại cảm giác sảng khoái, đặc biệt trong những ngày nóng bức, nhưng nó thường chứa nhiều đường và kem, làm giảm lợi ích sức khỏe. Cà phê ủ lạnh cũng thường có nồng độ caffeine cao hơn, dễ gây ảnh hưởng đến người nhạy cảm với caffeine. Ngược lại, cà phê nóng có hàm lượng chất chống oxy hóa cao hơn, và khi uống một tách cà phê nóng pha trực tiếp từ hạt, bạn có thể giảm đáng kể mức độ mệt mỏi và căng thẳng, giúp tinh thần tỉnh táo hơn. 4. Thêm dầu dừa. Thêm dầu dừa vào cà phê không chỉ làm cho thức uống thêm ngon mà còn tăng cường lợi ích sức khỏe. Dầu dừa hỗ trợ giảm cân bằng cách tăng tốc độ trao đổi chất và cung cấp năng lượng nhanh chóng. Đặc biệt, dầu dừa chứa MCT, medium chain triglyceride, một loại chất béo có khả năng giảm mỡ cơ thể và ức chế cảm giác thèm ăn, giúp bạn kiểm soát cân nặng hiệu quả hơn. 5. Chú ý đến hàm lượng đường. Đường có thể làm dịu vị đắng của cà phê nhưng lại không tốt cho sức khỏe tổng thể. Để duy trì một chế độ uống lành mạnh, nên hạn chế hoặc loại bỏ hoàn toàn đường trong cà phê. Nếu bạn không quen với hương vị tự nhiên của cà phê, hãy thử các chất làm ngọt thay thế như thảo dược, vừa giữ được hương vị mà vẫn giảm lượng calo trong thức uống, giúp bạn bảo vệ sức khỏe hiệu quả hơn. 6. Uống cà phê điều độ. Dù cà phê mang lại nhiều lợi ích, nhưng tiêu thụ quá nhiều caffeine có thể dẫn đến những rủi ro không mong muốn. Uống quá nhiều cà phê có thể gây ra các tác dụng phụ như bồn chồn, tăng nhịp tim và rối loạn tiêu hóa. Đặc biệt, những người nhạy cảm với caffeine có thể cảm thấy lo lắng hoặc đánh trống ngực ngay cả khi chỉ tiêu thụ một lượng nhỏ. Liều lượng caffeine an toàn và phù hợp có thể khác nhau tùy từng người. Theo khuyến cáo của FDA, người lớn khỏe mạnh nên giới hạn ở mức 400mg caffeine mỗi ngày, tương đương với 4-5 tách cà phê. Tuy nhiên, những người mắc bệnh lý tiềm ẩn hoặc phụ nữ mang thai nên tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi uống cà phê để đảm bảo an toàn cho sức khỏe. Quý vị thân mến, sau khi đã hiểu về việc uống cà phê điều độ và chú ý đến các yếu tố như hàm lượng đường, việc lựa chọn cà phê đen là một bước đi thông minh cho sức khỏe. Uống cà phê đen nguyên chất, không thêm kem, sữa hay chất làm ngọt, không chỉ giúp bạn tỉnh táo và sảng khoái vào buổi sáng, mà còn mang lại nhiều lợi ích sức khỏe. Thường xuyên uống khoảng 3-4 tách cà phê đen mỗi ngày có thể hỗ trợ giảm cân, phòng ngừa các bệnh nguy hiểm như ung thư, xơ gan và giúp bảo vệ hệ thần kinh khỏi tình trạng suy giảm theo thời gian. Bằng cách lựa chọn cà phê đen, bạn vừa tối ưu hóa tác dụng của caffeine, vừa hạn chế những tác nhân có thể gây hại từ các thành phần phụ khác. 1. Cung cấp dinh dưỡng. Cà phê đen là một nguồn dinh dưỡng tuyệt vời, giàu chất chống oxy hóa, giúp bảo vệ cơ thể khỏi tổn thương do các gốc tự do gây ra. Ngoài ra, nó còn cung cấp các vitamin quan trọng như B2, riboflavin và B3, niacin, cùng với các khoáng chất thiết yếu như magie, kali và natri. Những khoáng chất này không chỉ hỗ trợ chức năng cơ bản của cơ thể, mà còn đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì sức khỏe tim mạch và cân bằng điện giải. Đặc biệt, cà phê đen chứa polyphenol và acid lorogenic, hai hợp chất thực vật, có lợi giúp giảm viêm và ổn định lượng đường trong máu, góp phần quan trọng trong việc duy trì sức khỏe tổng thể. 2. Phòng thoái hóa thần kinh. Cà phê không chỉ là một thức uống giúp bạn tỉnh táo vào buổi sáng, mà còn là một đồng minh mạnh mẽ trong việc bảo vệ não bộ. Nghiên cứu tại Bệnh viện Đại học Y Nam Kinh, Trung Quốc đã cho thấy rằng caffeine trong cà phê có thể giảm nguy cơ mắc bệnh Alzheimer. Qua phân tích từ 11 nghiên cứu với sự tham gia của khoảng 29.000 người, các nhà khoa học phát hiện rằng những người uống từ 3-4 tách cà phê mỗi ngày có nguy cơ mắc Alzheimer thấp hơn đáng kể. Không chỉ vậy, cà phê còn có khả năng bảo vệ chống lại sự tiến triển của bệnh Parkinson, một bệnh thoái hóa thần kinh khác, nhờ vào tác động tích cực của caffeine và các hợp chất khác trong cà phê. 3. Phòng xơ gan. Cà phê còn đóng vai trò quan trọng trong việc bảo vệ gan khỏi các bệnh mãn tính như xơ gan. Nghiên cứu từ Đại học Khoa học Y tế Arkansas, Mỹ vào năm 2018 đã chỉ ra rằng uống 4 tách cà phê mỗi ngày, tương đương 960ml, có thể giảm nguy cơ mắc xơ gan, một bệnh gan giai đoạn cuối đặc trưng bởi tình trạng xơ hóa,
so với những người không uống cà phê. Điều này cho thấy cà phê không chỉ có lợi cho não bộ mà còn bảo vệ sức khỏe gan một cách hiệu quả. 4. Giảm cân. Uống cà phê đen đều đặn cũng có thể hỗ trợ giảm cân và kiểm soát cân nặng. Acid chlorogenic trong cà phê đen có khả năng làm chậm quá trình sản xuất glucose trong cơ thể, từ đó hạn chế việc hình thành tế bào mỡ mới. Thêm vào đó, cà phê đen không chứa calo, giúp duy trì cân nặng lý tưởng mà không cần lo lắng về việc nạp thêm năng lượng thừa. Cà phê còn kích thích quá trình trao đổi chất, giúp cơ thể đốt cháy nhiều calo hơn, làm tăng hiệu quả của chế độ ăn kiêng và tập luyện. 5. Tăng hiệu suất tập luyện. Một tách cà phê đen trước khi bước vào phòng gym có thể là chìa khóa để nâng cao hiệu suất tập luyện của bạn. Caffeine trong cà phê giúp giảm cảm giác mệt mỏi, cải thiện sự tập trung và tăng sức bền trong các hoạt động thể chất. Nhờ vào tác dụng kích thích hệ thần kinh trung ương, cà phê giúp bạn cảm thấy tỉnh táo và sẵn sàng hơn cho các buổi tập luyện, từ đó đạt được kết quả tốt hơn. 6. Giảm nguy cơ tiểu đường. Uống cà phê thường xuyên cũng được liên kết với việc giảm nguy cơ phát triển bệnh tiểu đường type 2. Hàm lượng caffeine và acid chlorogenic trong cà phê giúp điều chỉnh đường huyết và ngăn chặn sự tăng vọt của insulin, yếu tố nguy cơ chính dẫn đến tiểu đường. Việc uống cà phê đều đặn có thể là một biện pháp phòng ngừa hiệu quả để giữ cho lượng đường trong máu luôn ở mức ổn định. 7. Cải thiện tâm trạng. Caffeine là một chất kích thích thần kinh mạnh mẽ giúp giảm nguy cơ trầm cảm và cải thiện tâm trạng. Uống một tách cà phê đen vào buổi sáng không chỉ giúp bạn khởi đầu ngày mới với sự tỉnh táo mà còn mang lại cảm giác vui vẻ và sảng khoái. Caffeine tác động đến não bộ, kích thích sản xuất các hormone hạnh phúc như dopamine và serotonin, từ đó giúp giảm căng thẳng và tạo cảm giác tích cực. 8. Hỗ trợ phòng ngừa ung thư. Người uống cà phê đen thường xuyên có thể giảm nguy cơ mắc một số loại ung thư, bao gồm ung thư vú, đại trực tràng và gan. Chất chống oxy hóa trong cà phê đen đóng vai trò quan trọng trong việc bảo vệ tế bào khỏi các gốc tự do có hại, nguyên nhân chính dẫn đến sự phát triển của ung thư. Mặc dù cà phê đen chứa nhiều caffeine, có thể gây rối loạn giấc ngủ và táo bón nếu tiêu thụ quá mức, nhưng khi uống đúng liều lượng, khoảng 3 đến 4 tách mỗi ngày hoặc ít hơn, bạn có thể tận hưởng những lợi ích bảo vệ sức khỏe mà cà phê mang lại mà không lo ngại về các tác dụng phụ. Hãy nhớ tránh uống cà phê vào buổi tối để đảm bảo giấc ngủ ngon và luôn chú ý đến sự nhạy cảm của cơ thể đối với caffeine để điều chỉnh lượng tiêu thụ phù hợp. Quý vị thân mến, nếu bạn là người yêu thích cà phê và đang tìm kiếm cách giảm cân hiệu quả, thì việc điều chỉnh thói quen uống cà phê của mình có thể mang lại những kết quả đáng ngạc nhiên. Một nghiên cứu từ Trường Y tế Công cộng Harvard, Hoa Kỳ đã phát hiện rằng việc thưởng thức 4 tách cà phê mỗi ngày có thể giúp giảm khoảng 4% lượng mỡ trong cơ thể sau 24 tuần. Nghiên cứu này được thực hiện trên 126 người trưởng thành thừa cân, ha không nhạy cảm với insulin và cho thấy rằng việc uống cà phê đều đặn có thể giúp giảm mỡ cơ thể một cách khiêm tốn nhưng đáng kể, góp phần vào việc giảm cân tổng thể. Các chuyên gia dinh dưỡng khuyến nghị rằng để tối ưu hóa quá trình giảm cân, bạn nên tiêu thụ khoảng 200-400mg caffeine mỗi ngày, tương đương với 2-5 cốc cà phê, tùy thuộc vào kích thước cơ thể của bạn. Tuy nhiên, điều quan trọng cần nhớ là bạn nên tránh thêm kem, sữa nguyên chất hoặc đường vào cà phê vì những phụ gia này có thể bù đắp lượng calo mà cà phê giúp bạn đốt cháy. Thực tế, nghiên cứu được công bố trên tạp chí Dinh dưỡng Lâm sàng cho thấy rằng mặc dù một tách cà phê mỗi ngày có thể hỗ trợ giảm cân, nhưng chỉ cần thêm một thìa cà phê đường thì lợi ích này có thể bị mất đi. Cà phê hỗ trợ giảm cân qua nhiều cơ chế khác nhau. Caffeine trong cà phê có tác dụng sinh nhiệt, giúp tăng tốc độ trao đổi chất và đốt cháy nhiều calo hơn. Một số nghiên cứu đã chỉ ra rằng cà phê có thể giúp giảm chỉ số BMA, trọng lượng cơ thể và lượng mỡ trong cơ thể, đồng thời giảm cảm giác thèm ăn và cắt giảm lượng calo tiêu thụ. Uống cà phê trước bữa ăn cũng có thể giúp bạn ăn ít hơn trong bữa tiếp theo, ngay cả khi bạn uống cà phê tối đa 4 giờ trước đó. Ngoài ra, cà phê chứa acid chlorogenic, một hợp chất được chứng minh là làm tăng quá trình đốt cháy chất béo và làm chậm quá trình hấp thụ carbohydrate, hỗ trợ hiệu quả quá trình giảm cân. Tuy nhiên, để đảm bảo cà phê thực sự hỗ trợ mục tiêu giảm cân của bạn, hãy tránh xa các loại siro có đường
chất làm ngọt nhân tạo và kem làm ngọt, vì chúng có thể nhanh chóng biến tách cà phê của bạn thành một nguồn calo không mong muốn. Uống cà phê khi bụng đói có hại không? Sau khi đã khám phá những lợi ích và cách thức uống cà phê đúng cách, bạn có thể thắc mắc liệu việc uống cà phê khi bụng đói có gây hại gì không? Thực tế, đối với hầu hết mọi người, uống cà phê khi bụng đói không gây ra vấn đề nghiêm trọng về sức khỏe. Tuy nhiên, với những người nhạy cảm, việc này có thể dẫn đến một số cảm giác khó chịu như chứng khó tiêu hoặc cảm giác cồn cào trong dạ dày. Theo tiến sĩ Bonnie Jordberg, một chuyên gia dinh dưỡng và phó giáo sư y học tại Đại học Colorado at Schutz, uống cà phê khi bụng đói chỉ làm tăng nhẹ lượng axit trong dạ dày. Điều này có thể gây ra cảm giác khó chịu ở một số người, nhưng không phải là mối đe dọa lớn đối với sức khỏe. Tuy nhiên, nếu bạn thường xuyên cảm thấy khó chịu khi uống cà phê lúc chưa ăn gì, có lẽ nên cân nhắc việc ăn một chút trước khi thưởng thức tách cà phê của mình. Caffeine trong cà phê có thể gây ra một số tác động lên hệ tiêu hóa, chẳng hạn như làm giãn cơ vòng thực quản dưới, cửa nối giữa thực quản và dạ dày, khiến axit dạ dày dễ trào ngược lên thực quản, gây ra cảm giác ợ nóng. Ngoài ra, caffeine còn kích thích sản xuất axit dạ dày, hay điều này có thể dẫn đến tình trạng trào ngược hoặc khó chịu ở một số người. Tuy nhiên, đối với đa số, những vấn đề này thường không quá nghiêm trọng và có thể được kiểm soát bằng cách ăn nhẹ trước khi uống cà phê. Mặc dù cà phê có thể gây ra một số tác động nhẹ lên đường tiêu hóa như tăng nhu cầu đi tiểu hoặc kích thích ruột, nhưng nhìn chung, nó không gây ra nguy hiểm khi uống lúc bụng đói. Thực tế, một phân tích tổng hợp vào năm 2014 không tìm thấy mối liên quan đáng kể nào giữa việc uống cà phê và nguy cơ mắc bệnh trào ngược dạ dày thực quản, một nguyên nhân chính gây trào ngược axit mãn tính. Vì vậy, trừ khi bạn là người cực kỳ nhạy cảm với caffeine, việc uống cà phê khi bụng đói có thể không phải là vấn đề lớn, nhưng vẫn nên cân nhắc tùy vào cách cơ thể bạn phản ứng. Uống cà phê không gây loét dạ dày hay tổn hại hệ tiêu hóa. Tuy nhiên, nếu bạn gặp phải các triệu chứng khó chịu như trào ngược axit hoặc đau dạ dày sau khi uống cà phê, việc kiểm soát cách uống có thể giúp giảm thiểu những tác động không mong muốn này. Các chuyên gia khuyến nghị rằng, nếu bạn dễ bị trào ngược axit hoặc có dạ dày nhạy cảm, hãy ăn nhẹ trước khi uống cà phê để giảm độ axit trong dạ dày. Trong trường hợp bạn không có thời gian ăn sáng, bạn có thể thử các biện pháp như thêm sữa hoặc kem vào cà phê để làm dịu độ axit. Nếu vẫn cảm thấy bồn chồn hoặc khó chịu, hãy cân nhắc giảm lượng cà phê tiêu thụ hoặc chuyển sang loại cà phê không chứa caffeine. Nhìn chung, uống cà phê khi bụng đói thường không gây ra vấn đề lớn. Nhưng nếu sau khi đã thử các biện pháp điều chỉnh mà bạn vẫn gặp phải khó chịu, có lẽ nên cân nhắc tạm dừng uống cà phê hoặc điều chỉnh thói quen uống của mình để bảo vệ hệ tiêu hóa. Bã cà phê có thể giúp ngăn ngừa rối loạn thần kinh. Thật bất ngờ, bã cà phê, thứ thường bị bỏ đi sau khi pha cà phê, lại có thể đóng vai trò quan trọng trong việc bảo vệ sức khỏe não bộ. Theo nghiên cứu từ Đại học Texas ở El Paso, Hoa Kỳ, bã cà phê chứa các lượng tử carbon, axit caffeic, có khả năng bảo vệ tế bào não khỏi tổn thương do các bệnh thoái hóa thần kinh gây ra, chẳng hạn như Alzheimer và Parkinson. Nghiên cứu này được công bố chi tiết trên tạp chí Nghiên cứu Môi trường của Hoa Kỳ đã chỉ ra rằng các hợp chất trong bã cà phê có khả năng loại bỏ các gốc tự do và ức chế sự hình thành các mảnh protein amyloid, một yếu tố chính trong sự phát triển của bệnh Alzheimer. Đặc biệt, nhóm nghiên cứu đã phát hiện rằng axit caffeic, một hợp chất polyphenol có trong bã cà phê, có thể xuyên qua hàng rào máu não và tác động trực tiếp lên các tế bào thần kinh, giúp bảo vệ chúng khỏi tổn thương mà không gây ra tác dụng phụ đáng kể. Điều thú vị là quá trình chiết xuất axit caffeic từ bã cà phê được thực hiện theo phương pháp hóa học xanh, thân thiện với môi trường. Trong phòng thí nghiệm, các nhà nghiên cứu đã nấu bã cà phê ở nhiệt độ 200 độ C trong 4 giờ để định hướng lại cấu trúc carbon của axit caffeic và tạo ra các lượng tử carbon bon, một dạng hợp chất có tiềm năng lớn trong việc điều trị các rối loạn thoái hóa thần kinh. Nhóm nghiên cứu nhấn mạnh rằng, để ngăn chặn các bệnh thoái hóa thần kinh trước khi chúng tiến triển đến giai đoạn lâm sàng, cần phải có những phương pháp điều trị hiệu quả, như việc sử dụng bã cà phê chứa CACQD. Một khi bệnh đã tiến triển, việc điều trị trở nên khó khăn hơn
và chỉ có thể giúp kiểm soát triệu chứng chứ không thể đảo ngược quá trình. Kết quả này không chỉ mở ra một hướng đi mới trong nghiên cứu y học mà còn nhấn mạnh giá trị tiềm năng của những thứ tưởng chừng như vô dụng như bã cà phê. Bằng cách tận dụng những hợp chất có sẵn trong tự nhiên, chúng ta có thể tiến gần hơn đến việc tìm ra những giải pháp bền vững và hiệu quả cho các vấn đề sức khỏe toàn cầu. Quý vị thân mến, cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi video này. Hy vọng những thông tin chia sẻ sẽ hữu ích cho quý vị trong việc nâng cao sức khỏe và cải thiện chất lượng cuộc sống. Kính chúc quý vị luôn dồi dào sức khỏe, hạnh phúc và an lành. Đừng quên bấm đăng ký kênh và bật chuông thông báo để không bỏ lỡ những video mới nhất. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo.